Về Sa Đéc những ngày này thì không chỉ có hoa thôi đâu, mà còn có trái và rất nhiều loại nông sản lên chậu. Phải kể đến như là lúa, bắp, khóm, đu đủ, khổ qua, bầu bí. Cứ mỗi một nhà thì sẽ trồng những loại khác nhau để không bị đụng hàng. Bắp này là trồng được 2 tháng. Đây tới Tết là mình thu hoạch, vừa có trái là vừa chị em cô bác mua về cái chân. Chân xong rồi cái luộc bắp ăn luôn. Rồi với chị giới thiệu em, đây là chị có trồng cà bi. Cà bi đó là đúng dịp Tết luôn. Chân Tết xong cái mình hạ thổ với phân bón phân đồ, cái mình ăn lai dai ăn hoài. Cô Trang ơi, cái bầu hầu lô này nè, có dễ trồng không ạ? Dễ. Vậy là khách nào mua mình cũng hướng dẫn trồng hay sao cô? Đúng rồi, trồng cái này ăn cũng được chứ không phải là không được. Một chậu bầu hầu lô như thế này thì cô Trang bán với giá là 50.000 đồng. Khách hàng có thể mua sớm, trồng sớm, Tết nhất mà sân ngõ nhà mình có vài dây bầu cũng là điều thú vị đúng không ạ? Thông thường ở miền Tây cầm 2.000 đồng đi chợ thì sẽ mua được một nắm rau ngò ôm. Ở đây với mớ rau này, nông dân lên chậu sẽ bán với giá từ 15 đến 20 ngàn đồng tùy sỉ hay lẻ, tức là sẽ cao hơn gấp chục lần. Có lá dứa, rau quế, rau cần, rau đắng, rau thơm, cải trời, diếp cá, ngò ôm, ngò gai, hết luôn thì cũng hơn một chục loại. Rau ngò gai, rau quế dễ trồng nhưng mình không dụng là nấu ăn chua đâu đó chị, với rau răm, mình ăn hột vịt lộn rồi trộn gỏi. Ước lượng năm em bán được khoảng ngày vài ngàn chậu mà. Tết là mùa đông can ha. Dạ. Không có lo cảnh ai dội chợ qua Tết lo, hết ha. Cảnh dội chợ như Tết. Nó ổn định quanh năm vậy đó chị. Quý khán giả biết không, với 2.000 mét vuông này, anh Giàu vừa trồng rau màu lên chậu, vừa trồng cây giống để bán cho khách giảng lai và cả mối lái nữa. Có thể nói, rau màu lên chậu bây giờ có thể xếp ngang hàng với các loại hoa kiển. Và điều này cũng cho thấy người nông dân miền Tây đang từng bước rất linh hoạt, thích nghi để có thể nâng cao hơn nữa giá trị cho những sản phẩm mà mình làm ra.